Chào bác nhá. Hôm nay trời mưa. Ngày cá tháng tư mà trời mưa to quá, chắc nhiều bác nói dối quá. Anh em ở nhà không biết làm gì là nghĩ ra mấy cái món ăn. Nhưng mà ra chợ chả có gì ăn cả. Hôm nay là làm lại cái món gà hấp dứa. Đây, quả dứa đây. Với miếng. Nguyên liệu chúng ta thì hôm nay là tôi chỉ làm hai cái đùi gà thôi cho hai anh em. Đấy. Hai đùi gà các bác nhá. Hai đùi gà này. Một quả dứa này. Và chúng ta chuẩn bị khoảng khoảng đến chục đũa mía như thế này. Mía trắng hay mía xanh hay là mía đen mía đỏ thì được hết nhá. Miễn là mía là được. Ngoài ra chúng ta còn có là gừng này. Hành này, lá chanh này. Đấy. Quên mỡ ớt, nhưng mà nếu các bạn ăn cay thì các bạn cho ớt vào không thì thôi. Gà thì trước tiên nó là gà chúng ta rửa sạch, sau đó chúng ta bắt đầu là ướp. Nhớ chúng ta bỏ tạm này, vị là gừng này, hành khô này, gà có tí gừng cái hành khô vào nó vừa làm cho cái mùi gà nó thơm, nó sạch gà. Bạn thêm thêm hương vị cho món ăn. Cho vào nước. Đó, các bạn cho thêm một chút muối mì chính. Cho một muỗng này, cho một muỗng canh muối nhá. Ít thôi, lát nữa chúng ta ăn gà thì bao giờ chúng ta phải chấm thêm nữa đúng không? Đây này. Cho một chút đây. Mì chính. Nếu các bạn ăn cay được thì các bạn cho thêm ít ớt. Còn tôi thì chúng ta cho thêm một ít hạt tiêu xanh. Chúng ta trộn đều. Rất thơm các bạn. Thơm lắm. Bạn cho nó này. Rồi, chúng ta cứ để gà vậy cho nước thôi. Khoảng 10 phút. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ làm mía. Mía thì chúng ta chỉ cần chẻ đôi thôi, chẻ đôi như này. Chẻ làm sao tí nữa chúng ta xếp nó bằng phẳng nó đẹp. Để cả khúc thì cũng được thôi nhưng mà hấp thì nó sẽ không ra đẹp nhất, hương vị nó không ra. Mía này tôi mua là mía trắng nên là nó rắn lắm. Mía trắng thì dùng để uống nước, nhưng mà kho cá hay là kho thịt hấp thì dùng mía trắng, nó cũng không ngọt quá, ăn nó dễ ăn. Đấy, mía xong rồi bắt đầu chúng ta sẽ xếp vào nồi như này. Đấy. Xếp vào nồi, làm sao các bạn xếp kín cái nồi này được. Đấy. Thứ hai chúng ta cho lên trên đúng không? Tí nữa gác gà lên là nó càng đẹp. Rồi, tiếp theo đến luộc dứa. Dứa thì chúng ta cũng thái. Dứa thì đi chợ thì mua nên mua sẵn. Để người ta làm cho mình. Về chúng ta chế biến cho nhanh. Đây, các bạn thái lát như này. Em là dân không chuyên, cũng chẳng học qua nấu ăn, cũng chẳng biết gì đâu.
nhưng mà đam mê thì em làm vậy thôi, chứ còn nên là nhiều thao tác nó không được chuẩn, các bác bỏ qua nhá. Đấy, chúng ta tiếp tục xếp dứa vào trong nồi như này. Thực ra nếu mà chúng ta hấp nguyên con gà ấy, thì là tôi phải mua một cây mía. Đấy, một cây mía hoặc là thì chúng ta tính theo trọng lượng là khoảng 1 kg mía cộng với là 2 quả dứa, nhưng mà đây chúng ta chỉ hấp đùi gà thôi thì chúng ta chỉ cần như vậy. Đấy, đẹp không các bạn? Rồi, bắt đầu chúng ta cho gà vào. Tiếp theo chúng ta cho gà vào. Đấy, gà sau khi ướp đúng không? Thơm á. Đây, bắt đầu chúng ta sẽ cho vào. Rồi, cho vào trong nồi. Rồi, có cái nước này chúng ta cho luôn vào. Nó chỉ là thơm đúng không? Có bạn thì sẽ không cho lá chanh vào, nhưng mà tốt nhất là đầu tiên các bạn nên cho ít lá chanh. Chúng ta hấp lên là lá chanh chúng ta thái to ra một ít, còn để một ít thôi. Thì lá chanh nếu mà lá chanh nấu chín thì nó hay bị đắng, giống như kiểu hạt chanh vậy. Rồi sau khi cho thì các bạn cho thêm một ít nước. Nhớ là nước không được chạm gà nha. Một ít nước thôi để tránh cháy nồi thôi. Khoảng 200 ml. Khoảng 200 ml là đủ. Rồi ok. Sau đó là chúng ta sẽ rồi, đậy nắp buông, bắt đầu rồi chúng ta tiến hành nấu. Nhầm, nồi nào cũng vùng đấy. Rồi, để chế độ hấp nhá, các bạn cứ cho to lửa nhé. Và chúng ta đun trong khoảng với số lượng gà như thế này chúng ta đun khoảng 20 phút. Đấy, đun khoảng 20 phút là chúng ta có thể làm được rồi. Các bác chờ xem thành quả của cái món ăn này như thế nào nhá. Lát nữa chúng tôi sẽ review cho các bạn xem cái món ăn này nó như thế nào. Rồi bây giờ ta sẽ xem nhá, kiểm tra xem gà nó như thế nào nhá. Các bạn nhìn thấy không? Ngon chưa? Khói bốc lên nghi ngút này, gà vàng đẹp chưa? Thơm lắm các bác ạ. Thơm lắm. Rồi. Mùi mía này, mùi gà này, mùi lá chanh này, mùi gừng này, mùi dứa, đặc biệt mùi dứa thơm nhất. Đấy, tôi đang xăm xem là nó chín chưa. Chúng ta đã hấp được khoảng 10 phút rồi. Thịt gà nó bắt đầu chín rồi. Rồi thôi cứ để 5 phút nữa. Đấy các bạn nhìn dưới nhá. Nước không hề chạm gà nhá. Đấy. Là cái mà thịt gà nó ngấm vào thì chỉ là hơi bốc lên của mía và của dứa thôi. Rồi, đây lại chờ khoảng 5 phút nữa. Chúng ta sẽ có được thành quả của món ăn ngày hôm nay. Gà hấp dứa và mía. Rồi các bác ơi, sau hơn 20 phút thì chúng ta sẽ kiểm tra cái món gà chúng ta nhá. Nào, thôi tắt này. Đấy. Ui giời. Các bác ngửi thấy gì không? Đúng không? Qua điện thoại mà ngửi thấy được mùi thơm của gà nữa thì quá giỏi rồi đúng không ạ? Cá đang tư chiều các bác một tí thôi. Khoái quá nhỉ. Đấy, ngon chưa? Người nhìn chỉ muốn cắn luôn thôi đúng không? Và bây giờ anh em chúng tôi sẽ review cho các bác xem nhé. Để các bác lần sau là các bác làm theo, các bác thưởng thức. Này, nhìn các bác nhìn này, thịt ngon chín này. Đấy. Bây giờ các bác xem nhá. Đấy, thịt này trắng này. Ôi. Sướng lắm các bác ơi. Ngon lắm. Ngon quá nhá. Đấy. Ngon lắm. Rồi, bây giờ sẽ review các bác xem nhá. Món gà hấp mía với lá dứa này. Cái quả dứa chứ quên lá dứa. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy, nhìn này.
Wow. Ngon không các bạn? Quá gì ngon đúng không? Thịt gà trắng này, thơm lắm. Mùi dứa thơm lừng, chắc mía ngọt này. À, bây giờ tôi sẽ review cho các bạn xem nhá. Đây chúng ta tôi chuẩn bị muối này, muối chanh này, cho một ít hành này, hành khô này, tiêu xay này và lá chanh này. Đấy, chúng ta trộn đều này. Nhìn muối đã thấy ngon rồi. À, mời các bạn nhá. Ngon chưa? Ngon quá. Ngon quá các bạn. Miếng thịt gà béo ngậy. Để thưởng thức nữa nhá. Thịt gà thơm, mềm, ngọt. Nói chung là vừa, ngon lắm. Các bác lần sau này các bác cứ làm. Ôi nhá, ăn thịt gà, các cụ nói là thịt gà này, xôi nếp đàn bà trong ba thứ đấy, phải ăn bằng tay mới ngon này, phải ăn tay nó ngon này. Ấy, mời các bác nhá. Chấm này. Ngon lắm các bác. Các bác thấy ngon không? Khổ thân anh quay phim anh đang đứng đây trước biển rồi. Cậu quay phim cậu đang thèm lắm mà. Các bác làm thử nhá, rảnh rỗi có thời gian các bác làm thử cái món này. Nếu mà có một mình thì các bác chỉ cần mua cái đùi gà thôi, khoảng 500g cộng một nửa quả dứa và một ít mía, hấp khoảng 20 phút là chúng ta có một món ăn ngon này rồi. Các bác nhớ like, chia sẻ video và subscribe kênh Cộng Đồng TV để cùng theo dõi những cái video tiếp theo của anh em chúng tôi nha. Chúc các bác buổi tối ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại.